2023 thì đặc biệt quân đội đã giành được tấm huy chương bạc. Ở trận đấu lượt trận cuối cùng thì chúng ta có thể biết được là đặc biệt quân đội đã chút nữa đánh bại đội tuyển vận động chúng ta đoàn Công An Thừa Thiên Huế ở những giây cuối cùng. Rất đáng tiếc là đặc biệt đã không thể đánh bại được tuyển tướng của chúng ta đoàn Kim Oanh ở lượt trận cuối cùng và ngọt ngùi giành tấm huy chương bạc khoảng 5 năm kinh nghiệm. Sân sới hội làng đặc biệt của đội đã gặt hái được rất nhiều thành công ở năm 2022 và 2023. Thì ảnh như các bạn đang theo dõi là những đồ trẻ Đặng Thị Hiền quân đội, năm nay em 19 tuổi. Hơi méo.
trận đấu tiếp theo là trận thi đấu thứ 33 hạng 55 kg giữa Vũ Lan Phương của Công an Nhân dân và Vũ Thị Huyền của Hà Nam tiến chấm qua vai rất hay. Thank you.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Xanh và Hà Nam. Chàng trai ở các thôn bản nhanh, rất bạo và những đòn đánh có thể nói là làm say đắm lòng người của anh thôi. Khán giả nhân dân tam đảo vẫn đang chờ đợi một đòn đánh thần tốc của Hoàng Thế Anh Thơ ở trận đấu này. Trang phục đỏ cũng là một nữ đô trẻ nhưng mà cái anh thư của Thanh Hóa còn là một nữ đô trẻ hơn. Lần đầu tiên tham dự cúp các câu lạc bộ vật lý quốc gia, kinh nghiệm thi đấu và thành tích thi đấu thì chơi có lẽ vượt trội so với Hà Anh Thư ở trận đấu này. Trận đấu sẽ trả lời cho các bạn câu hỏi này. Khán giả nhà thi đấu Tam Đảo vẫn đang mong chờ những đòn đánh mãn nhãn, những kỹ thuật thi đấu trong môn võ vật của chúng ta. Vậy thời gian thi đấu của hiệp 1 kết thúc với một điểm cách biệt nghiêng về Hoàng Thị Anh Thơ của Thừa Thiên Huế.
sửa chữa lỗi lầm của mình. Thank you.